Đây là phẩm thứ ba nói về các nghiệp duyên của chúng sanh. Quán là quán sát, xem xét. Thế nào gọi là chúng sanh? Chúng có nghĩa là nhiều, sanh tức là sinh ra. Bởi do năm nhân tố sắc, hình sắc, thọ, cảm thọ, tưởng, suy nghĩ, hành, hành vi, thức, ý thức, buộc ràng mà tạo thành thân thể, và do tác động của nhân duyên cảnh giới mà sinh ra nên gọi là chúng sanh. Vì sao có nghiệp? Nghiệp là do thân, hành vi, khẩu, miệng, lời nói hoặc ý, tư tưởng gây tạo ra. Nói là tạo ra, thì tại sao không gọi đó là nhân, nguyên nhân mà gọi là nghiệp? Nhân chỉ có nghĩa là một loại nguyên nhân, lý do của một lần tạo tác mà thôi. Còn nghiệp là tập hợp do các nhân tích lũy lại mà thành. Bởi trong nghiệp bao gồm quá nhiều loại nhân nên không thể gọi đó là nhân nữa mà gọi là nghiệp. Duyên là nhân duyên, sự đưa đẩy dẫn đến việc tạo nghiệp. Nhân duyên tạo nghiệp thì nhiều vô số. Mỗi chúng sanh đều có một nghiệp duyên khác biệt, cho nên cảnh giới mà mỗi chúng sanh gặp phải cũng không đồng nhất. Chẳng hạn có chúng sanh thì lúc nào cũng được vui sướng may mắn. Vì sao? Đó là do trong các đời trước, chúng sanh ấy trồng tỏa nhân lành, thiện nhân, cho nên đời này được hưởng quả lành, thiện quả. Lại có những chúng sanh thường phải sống trong cảnh khổ sở khốn cùng. Là vì sao? Đó là vì trong đời trước, các chúng sanh ấy không hề gieo nhân lành, mà chỉ trồng tỏa nhân xấu, ác nhân. Các nhân xấu ấy tích lũy lâu ngày trở thành nghiệp xấu, ác nghiệp. Do đó đời này phải chịu quả báo khổ sở. Ở đời trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo. Thiện hay ác, tốt hay xấu đều do cá nhân mỗi người tự gây tự tạo, chứ không phải do ai khác chỉ thị sai khiến. Ngay cả việc thành Phật cũng vậy, chính bản thân quý vị phải nỗ lực dụng công tu tập để có được sự thành tựu, chứ không ai có thể làm thay cho quý vị được cả. Cho nên nếu bây giờ quý vị tinh tấn dụng công tu hành, tức là quý vị đang tinh tấn gieo trồng nhân Phật, và trong tương lai quý vị sẽ được thành Phật, tức là kết thành quả Phật. Nói cách khác, hễ quý vị tạo Phật nghiệp thì tương lai sẽ thành Phật, còn nếu tạo ma nghiệp thì tương lai chắc chắn sẽ làm ma làm quỷ. Kinh văn: lúc đó Đức Phật Mẫu Ma Gia Phu Nhân cung kính chắp tay hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phủ tạo nghiệp sai khác, cảm thọ sự báo ứng như thế nào? Ngài Địa Tạng đáp rằng: trong ngàn muôn thế giới cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục hoặc không địa ngục, nơi có người nữ hoặc không người nữ, nơi có Phật Pháp hoặc không Phật Pháp, cho đến cả Thành Văn và Bích Chi Phật cũng đều như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục thôi đâu. Lược giảng, lúc đó Đức Phật Mẫu Ma Gia Phu Nhân, Ma Gia Phu Nhân là mẹ của Đức Phật Thích Ca, sau khi hạ sanh Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa được mấy hôm thì bà qua đời và được sanh lên cõi trời. Vì Phật được sanh từ cạnh sườn bên trái của mẹ, có lẽ là do mất máu quá nhiều nên Phật Mẫu qua đời. Thành đạo rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại đi khắp nơi thuyết pháp trong suốt 49 năm với hơn 300 pháp hội giảng kinh. Tôi nhắc lại lần nữa là hơn 300 pháp hội, chứ không phải là 300 bộ kinh như người nào đó đã nói hôm trước. Kinh Phật thì không phải chỉ vòn vẹn có 300 bộ, mà là có đến cả mấy ngàn bộ. Đến khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật nhớ tới mẫu thân chưa được độ, bèn đến cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho bà nghe. Và bây giờ thân mẫu của Đức Phật đang cung kính chắp tay. Đức Phật Mẫu tỏ ra cung kính như thế đối với ai? Đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phật Mẫu chắp hai tay lại và kính cẩn hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù tạo nghiệp sai khác, cảm thọ sự báo ứng như thế nào? Tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phủ đẻ gây tạo nghiệp nhân đều không giống nhau. Vậy chẳng hay quả báo mà họ thọ nhận thì sai khác ra sao? Ngài Địa Tạng đáp rằng: trong ngàn muôn thế giới cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục hoặc không địa ngục. Thế giới Cực Lạc là một thí dụ điển hình cho nơi không có địa ngục, không có ba đường ác. Còn thế giới Ta Bà của chúng ta thì có ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nơi có người nữ hoặc không người nữ. Thế giới của chúng ta này đây thì có người nam và cũng có người nữ, có bậc thánh nhân và cũng có kẻ phàm phu. Còn ở thế giới Cực Lạc thì chỉ có người nam chứ không có người nữ. Thế thì không có người nữ thì làm sao lại có người nam được? Quý vị chớ vội lo âu, người nam sanh về thế giới Cực Lạc thì vẫn là người nam, mà người nữ sanh về thế giới Cực Lạc thì cũng biến thành người nam cả. Như vậy, người ở thế giới Cực Lạc là từ đâu đến, do ai sanh ra? Điều này có lẽ quý vị chưa hề biết tới.
người ở thế giới cực lạc đều là liên hoa hóa thân, tức là được sanh ra từ hoa sen chứ không phải từ bụng mẹ. Vì sao chúng ta niệm Phật? Ở đây quý vị niệm một tiếng Phật thì tại thế giới cực lạc, bà mẹ hoa sen, liên hoa mẫu thân của quý vị sẽ được trổ sanh. Và hễ quý vị niệm Phật càng nhiều thì hoa càng lớn, niệm Phật càng thành tâm thì hoa càng tươi tốt. Nếu quý vị niệm Phật một cách thiết tha, thành khẩn thì sau khi chết, thân trung ấm của quý vị, tức là thức thứ 8, xong lúc chưa làm người, làm quỷ hoặc làm thần thì gọi là thân trung ấm, sẽ được tiếp dẫn vào trong hoa sen đó và hoa liền nở rộ. Hoa vừa nở thì quý vị được sanh ra. Do đó, người ở thế giới cực lạc đều được sanh ra từ hoa sen và tất cả đều là nam không có nữ. Nơi có Phật Pháp hoặc không Phật Pháp, có những quốc gia hoặc thế giới đường có Phật thuyết Pháp, có Phật Pháp trụ thế và cũng có những nơi chẳng hề có sự hiện diện của Phật Pháp. Thế nào gọi là nơi không Phật Pháp? Đó là những nơi không có người giảng kinh thuyết Pháp, không có tượng Phật, không có kinh điển hoặc không có người xuất gia tu hành. Căn cứ theo kinh điển Phật giáo thì ở châu Bắc Câu Lư không có Phật Pháp, và châu Bắc Câu Lư chính là một nơi trong bát nạn. Bát nạn là gì? Đó là 8 chỗ chướng nạn khó khăn. Nếu chẳng may sanh vào 8 cảnh ngộ này thì không được thấy Phật, nghe Pháp, chẳng thể tu học thành đạo. Cho đến cả thanh văn và bích chi Phật, thậm chí có thanh văn hoặc không có thanh văn, có bích chi Phật hoặc không có bích chi Phật, có Bồ Tát hoặc không có Bồ Tát thì cũng đều như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục thôi đâu. Với cái nhìn hạn hẹp của phàm phu chúng ta thì hàng thanh văn rất vui sướng, nhưng đối với cảnh giới của hàng Bồ Tát thì thanh văn cũng có cái khổ của thanh văn. Cho nên ở đây chúng ta có thể giảng là có khổ của thanh văn hoặc không có khổ của thanh văn, có khổ của bích chi Phật hoặc không có khổ của bích chi Phật. Vậy không phải chỉ có tội báo ở địa ngục là bình đẳng như nhau, mà bất luận ở nơi đâu và bất luận là ai, hễ người nào tạo nghiệp thì người đó phải chịu quả báo, không tạo nghiệp thì không bị quả báo, tất cả đều rất công bằng, bình đẳng, chẳng chút thiên vị riêng tư. Kinh văn, mà già phu nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng, nay tôi muốn nghe về tội báo trong cõi Diêm Phủ, chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng, Thánh Mẫu, mong Ngài lắng nghe, nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Phật Mẫu bạch rằng, xin Thánh Giả nói cho. Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu rằng, danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phủ Đề là như vậy. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng, Ma Già Phu Nhân, mẫu thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại bạch cùng Bồ Tát rằng, nay tôi muốn nghe về tội báo trong cõi Diêm Phủ, Diêm triều cảm lấy ác đạo. Lúc bấy giờ Phật Mẫu lại thưa với Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng, những thế giới khác đối với tôi thì xa xôi cách trở quá, và tôi cũng chưa hề đặt chân đến đó bao giờ. Mà dẫu có đến rồi thì tôi cũng đã quên bẵng, cho nên tôi cũng không thắc mắc gì về các nơi ấy. Tôi nay chỉ muốn hỏi Ngài về chuyện ở cõi Nam Diêm Phủ Đề. Tôi muốn biết về sự chiêu cảm lấy ác đạo do tội báo ở cõi Nam Diêm Phủ Đề, và tạo nghiệp tội gì thì phải chịu quả báo gì. Tôi rất khao khát lắng nghe, xin Thánh Giả vì tôi mà thuyết giảng cho. Nghe mẫu thân của Phật thỉnh cầu như vậy, Ngài Địa Tạng đáp rằng, Thánh Mẫu, mong Ngài lắng nghe, nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Tôi mong rằng Thánh Mẫu sẽ tiếp thọ những đạo lý mà tôi sắp nói đây, song tôi chỉ nói sơ lược thôi, chứ không thể giảng kỹ từng chi tiết một, vì nếu giảng kỹ thì suốt cả mấy đại kiếp giảng cũng không hết được, cho nên tôi chỉ nói khái quát mà thôi. Phật Mẫu bạch rằng, xin Thánh Giả nói cho. Thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu của mình, thì Phật Mẫu vui mừng reo lên, tôi rất sung sướng và sẵn sàng đón nghe lời giảng của Bồ Tát. Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu rằng, danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phủ Đề là như vậy. Bây giờ Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu kể tên của những tội báo mà chúng sanh cho gây tạo ở cõi Nam Diêm Phủ Đề, và rồi chiêu cảm ra các cảnh địa ngục. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Giả sử có chúng sanh nào bất hiếu, thậm chí nhẫn tâm sát hại cả cha và mẹ của mình, thì kẻ đó phải vĩnh viễn ở trong địa ngục vô gián mà đền tội, chẳng bao giờ được thoát ra. Chúng sanh chúng ta có bổn phận phải hiếu thảo với cha mẹ, không hiếu thảo với cha mẹ là đã có tội rồi, huống chi là giết hại cha mẹ, đó đều là những tội ác tày trời. Chúng ta làm người thì phải biết ăn ở cho hiếu thảo với cha mẹ, chu toàn bổn phận làm con. Tại sao con người cần phải lo tròn hiếu đạo?
Hiếu thảo là gốc của con người. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ tức là quên mất nguồn cội. Có câu, cha cho sự sống, mẹ đẻ dưỡng nuôi, công ơn bao la, khó chọn báo đáp. Phủ hè xanh, ngã mẫu hè dục, ngã hạo thiên vong cực, toát phát nàn báo. Nghĩa là cha cho ta sự sống, mẹ sinh đẻ dưỡng nuôi, công ơn ấy bao la không bờ bến, còn cao hơn trời và dày hơn đất nữa. Chúng ta khó thể báo đáp cho trọn vẹn. Hạo thiên tức là bầu trời cao rộng hơn hết, song dù cao đến đâu, rộng đến thế nào thì cũng không thể sánh bằng công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên là kẻ làm con chúng ta nhất định phải hiếu thuận cha mẹ. Thế nào gọi là hiếu thuận cha mẹ? Phải chăng ngày ngày chúng ta mua cho cha mẹ vài món ngon vật lạ, dằm bộ quần áo mới tức là có hiếu rồi? Chưa phải, đó chỉ là hình thức, là lớp vỏ ngoài của sự hiếu thuận mà thôi. Vậy thì nội dung của hiếu thuận là gì? Chúng ta phải lấy thuận làm hiếu, chiều theo tâm ý và nguyện vọng của cha mẹ mình. Cha mẹ vui thì mình cũng nên vui, những gì cha mẹ yêu thích thì mình cũng nên mến chuộng. Có người vừa nghe như thế liền nói, như thế tức là hiếu thuận ư? Cha tôi thích hút thuốc phiện, mỗi ngày hút hết một lạng. Này tôi hút mỗi ngày hai lạng thuốc tức là tôi có hiếu lắm rồi, vì tôi biết thuận theo sở thích của cha tôi. Đó có phải là thuận không? Không phải, thuận là thuận theo tâm ý, chứ không phải thuận về chuyện hút sách ăn uống. Thí dụ thấy cha mình thích ăn bánh mì bơ, mình cũng muốn giành ăn. Con cũng thích món này, ba để con ăn trước, con ăn no rồi thì ba hẵng ăn. Đó gọi là tranh chứ không phải thuận. Thuận ở đây tức là thuận theo những ước muốn chánh đáng của bậc cha mẹ đối với con cái. Chúng ta phải tìm hiểu tâm nguyện cũng như sở thích của cha mẹ để khỏi làm trái ý hoặc phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Đó gọi là hiếu vậy. Vừa rồi chúng ta có nghe nói là công ơn của cha mẹ thì toát phát nàn báo. Toát phát có nghĩa là số tóc trên đầu. Vậy toát phát nàn báo ngụ ý rằng tóc trên đầu còn có thể đếm được, tùy khó chứ ơn cha nghĩa mẹ thì khó thể đáp đền, cho nên ai ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Trong khóa hè năm ngoái tôi đã giảng về câu dê con quỳ bú quạ mớm nơi mẹ, cào giường quỳ nhũ ô nhà phản bộ. Câu này có nghĩa là dê con mỗi khi bú đều quỳ hai chân trước xuống trước mặt dê mẹ, còn quạ con thì biết mớm mồi nuôi quạ mẹ. Do đó ở Trung Hoa người ta gọi quạ là chim hiếu, hiếu điều. Vì sau khi ấp trứng nở ra quạ con, quạ mẹ già yếu không bay đi kiếm mồi được nữa. Quạ con bèn đi tìm thức ăn mang về cho quạ mẹ. Quý vị xem, quạ và dê đều là loài cầm thú mà còn biết hiếu thảo với cha mẹ, huống hồ là loài người chúng ta. Do đó nếu chúng ta ăn ở bất hiếu với cha mẹ thì chúng ta còn thua cả loài cầm thú nữa. Loài người chúng ta có đầy đủ hạnh đức ngũ thường, nhân lễ nghĩa trí tín, thì lẽ nào chúng ta lại chẳng bằng cả loài quạ loài dê? Cho nên làm người thì điều quan trọng nhất là phải hiếu thảo với cha mẹ. Có người bùi ngùi hối tiếc, tôi rất thiết tha muốn báo hiếu cho cha mẹ, tiếc thay nay tôi đã xuất gia đi tu rồi, không thể cận kề hôm sớm để chăm sóc song thân. Vậy thì tôi phải làm thế nào để báo hiếu bây giờ? Xuất gia tu hành là một hành động thể hiện lòng đại hiếu, bởi đó chính là hạnh hiếu thảo vĩ đại nhất, cao cả nhất. Có câu, một người con về cửa Phật, tổ tiên chín đời được lên cõi trời, nhất tử nhập Phật môn, cửu tổ thăng thiên. Nếu quý vị xuất gia tu đạo thì tất cả tổ tiên trong chín đời đều nhờ công đức tu hành của quý vị mà được siêu thăng lên cõi trời. Cho nên xuất gia không phải chỉ là báo hiếu cho cha mẹ hiện đời mà còn báo hiếu cho cả cha mẹ và tổ tiên trong những đời quá khứ nữa. Tuy nhiên quý vị xuất gia mà phải chân chánh tu hành thì mới báo hiếu được. Còn nếu quý vị cứ giải đãi không tinh tấn dụng công tu tập thì cửu tổ của quý vị vẫn phải đọa địa ngục, và bây giờ họ sẽ than khóc ầm ĩ. Vì sao họ khóc? Họ than thở với nhau rằng, tôi cứ tưởng là có được đứa cháu xuất gia tu đạo thì chúng ta sẽ nhờ đó mà được thăng thiên, ngờ đâu đứa cháu này lại chẳng chuyên cần tu tập, suốt ngày chỉ biết ngủ với nghỉ, vô cùng lười biếng. Giờ đây những nghiệp tội của chúng ta không được xá miễn chút nào cả, và chúng ta vẫn phải tiếp tục trầm luân trong địa ngục. Vì vậy, tuy nói rằng xuất gia tu hành thì cửu tổ của mình được sanh thiên, nhưng nếu quý vị không tinh nghiêm tu đạo thì cửu tổ vẫn bị đọa địa ngục như thường. Chớ nói rằng tôi đã xuất gia đi tu rồi, cửu tổ nhất định sẽ được thăng thiên, bởi vấn đề không phải như vậy. Nếu quý vị chỉ cạo đầu xuất gia rồi chẳng chịu tu hành gì cả, thì cửu tổ vẫn không được thăng thiên. Trái lại, nếu quý vị chân chánh tu hành, thì trong tương lai sẽ siêu độ được cha mẹ cùng tổ tiên của quý vị, và đó chính là đại hiếu vậy. Bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện của một chú tiểu sa di, đệ tử của tôi.
Hôm nay tôi đến Phật đường và đợi rất lâu mà chú ta vẫn chưa ngủ dậy. Thấy thế, một vị sư phụ vốn rất hiền hòa cũng phải nổi nóng mà gắt lên, kẻ xuất gia sao lại lười biếng đến thế? Chú Sa Di này cũng ngoan không đối đáp lại tiếng nào. Sau đó tôi tra hỏi cặn kẽ mới hiểu ra đầu đuôi sự việc. Quý vị có biết như thế nào không? Bây giờ tôi kể ra cho mọi người cùng biết. Thì ra chú Sa Di này cứ nằm dài như thế là vì đói chứ không phải lười biếng. Chú ta đói đến nỗi là người tay chân bủn rủn. Vì sao chú đói đến như vậy ư? Mấy hôm nay chú ấy muốn thử mang bình bát đi hóa duyên một mình, ngày nào cũng đi nhưng đều không được ai bố thí cho cả. Thế là chú sanh ra giận dỗi, trở về chùa cũng không chịu ăn uống gì cả. Đến hôm nay nữa là chú đã nhịn đói được 6-7 ngày rồi, cho nên mới kiệt sức không ngồi dậy nổi. Ấy thế mà tôi chưa rõ sự tình ra sao cả, đã vội nóng nảy giày la chú ta một trận nên thân. Cũng may là sau đó tôi nghĩ lại và căn dặn chú, vì sao con lười biếng thế, con nên nói thật cho sư phụ biết. Bây giờ chú ta mới chịu thú thật vì không có ai bố thí cho con, còn không có gì ăn cả nên mới bị kiệt sức sư phụ ạ. Nghe chú nói như vậy tôi mới vỡ lẽ và tự trách mình. Ôi, sư phụ đã mắng oan con rồi. Và tôi bảo chú Sa Di, nếu con cảm thấy trong người còn yếu thì cứ ở trong phòng mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sư phụ mở cho con một cánh cửa phương tiện vậy. Quý vị thấy đó, làm sư phụ thật là không phải dễ. Đối phó với đệ tử, làm lúc ông sư phụ cũng bối rối, không biết nên dùng phương pháp gì để giáo hóa cho thích hợp. Đệ tử bị bỏ đói mà ông còn giày la trách mắng nữa. May thay chú, đệ tử này quả có dụng công tu tập thực sự. Quý vị nghĩ xem, 6-7 ngày trời không ăn gì cả, thế mà vẫn có thể cùng đại chúng tụng kinh, bái sám và đến lớp nghe giảng kinh đều đặn như thường lệ.